Đang đêm thèm xoài quá, thế là đi mua xoài này. May là cái quán Việt ở chỗ mình ấy, nó mở đến tận 12 giờ đêm cơ. Mình mua hai quả xoài này với giá là 1 sen khoảng 200.000. Hai quả này thì khoảng hơn 7 lạng một chút. Ở bên này thì xoài hơi đắt một chút. Còn đây là cái nước sốt nha. Cái này mình mua cũng hình như là 400 yên á, khoảng 80.000. Nhưng mà thực sự nó rất là đáng đồng tiền bát gạo. Ăn nó rất là ngon luôn. Cái sốt này là của Thái. Quả xoài mình mua nó khá là giòn luôn mọi người. Mấy tháng rồi hôm nay mới mua lại xoài ăn đấy. Cái khúc này này thực sự là rất là thèm, thèm lắm luôn ấy, thèm chảy nước miếng luôn á. Xoài xanh này là ăn cả vỏ luôn cho nó giòn. Các bạn ở Việt Nam thì thấy bình thường chứ thực sự bọn mình ở bên này nhìn xoài thèm lắm. Vì bên này nó rất là đắt. Lâu lâu mới dám mua thôi, chứ ngày nào cũng mua thì hơi đắt. Các bạn nhất định là phải ăn thử một lần cái loại nước sốt này. Ngon lắm mọi người. Nó giống như kiểu là bên trong nó có thịt bò khô á. Nó có thịt bò khô rồi nói chung là ngon lắm, khó tả lắm. Nó kiểu là dạng mắm ấy. Rất là ngon, ăn nó queo queo, ăn nó nói chung là 10 điểm. Cháy nước miếng luôn. Ủa, trong cái này nó có thịt như kiểu thịt bò ấy mọi người, thịt bò khô á, nó dai dai. Ngon, được đấy, ngon vãi. Ừ.